Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và phải nói là hôm nay là một cái ngày mà mặc dù là đã trôi qua một cái ngày rất là đặc biệt, nhưng mà với chương trình thì nó vẫn còn một cái dư âm nào đó. Và chắc chắn là quý vị khán giả khi xem chương trình Vợ Chồng Son cũng đoán biết được rằng là chúng ta vừa trải qua ngày gì rồi, phải không nào chị Vân? Ngày 20 tháng 11 đúng không? Đó. Hôm nay là ngày 22 tháng 11 quý vị ơi. Ngày 20 tháng 11 là một cái ngày mà bất cứ trong chúng ta ai cũng có một cái khoảng thời gian gắn liền với ngày này và mỗi năm. Đúng rồi, đó là tuổi thơ. Đúng rồi, tuổi thơ, ngày nhà giáo Việt Nam. Thì hôm nay chương trình cũng rất muốn gửi một lời chúc tốt lành đến tất cả những cặp vợ chồng son làm thầy cô giáo, làm đúng không? Làm thầy cô giáo. Đã từng tham gia với chương trình. Và cũng xin gửi lời chúc sức khỏe với tất cả những cặp vợ chồng chưa tham gia chương trình nhưng cũng làm nghề nhà giáo. Chúc tất cả các bạn có một sức khỏe và lúc nào các bạn cũng cháy bỏng cái lòng yêu nghề đối với cái nghề nghiệp mà mình đang theo đuổi. Gọi là tất cả mọi người đều cảm ơn các bạn khi các bạn gọi là làm một cái sự nghiệp rất lớn là trồng người ha. Và không riêng gì tất cả cặp vợ chồng son khi tham gia chương trình đang là thầy cô giáo, mà xin chúc cho tất cả những thầy cô giáo ở trên toàn lãnh thổ Việt Nam luôn luôn lúc nào cũng đầy đủ sức khỏe và mãi mãi là một người thầy, một người cô cao quý trong lòng tất cả học sinh. Và hôm nay chúng tôi cũng mời quý vị hãy cùng theo dõi lại một số hình ảnh mà trong đó các cặp vợ chồng son khi xuất hiện trong chương trình này, đó là những thầy, những cô, những người giáo viên khi mà tham gia chương trình của chúng tôi. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn hãy cùng xem lại những hình ảnh vô cùng dễ thương của các cặp vợ chồng làm nghề giáo đã từng tham gia trong chương trình Vợ Chồng Son. Hơn 2 năm phát sóng chương trình Vợ Chồng Son, đã có rất nhiều cặp vợ chồng là những người thầy giáo, cô giáo và giảng viên đại học tham gia trong chương trình Vợ Chồng Son. Và nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chương trình Vợ Chồng Son xin chúc các thầy cô giáo đã từng tham gia chương trình luôn hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Cảm ơn em. Bài hát lãng mạn tình yêu của anh đã mang đến phút giây diệu kỳ, cho nụ cười hé nở trên môi, cho cuộc đời một sức sống mới. Cảm ơn em, tình yêu của anh. Hôm nay trước mặt chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả cũng như chương trình, anh xin lỗi em vì nào giờ chưa nói được lời. Những lời nói em ngọt ngào. Anh rất là yêu em. Wow. Trời ơi. Lúc đó thì chúng em giống như là gọi là số 10. Lúc đó em có 47kg thôi, nên em đi chung cổ thì nhiều người nói sao tụi bay giống như số 10 quá, nó bù trừ mà. Những câu chuyện hay nhất. Phương án đầu tiên là đánh di kích, các cái phía sau là tấn công bất ngờ. Anh này rất là bền bỉ, tức là đánh từng ngày từng giờ luôn. Đánh 3 tuần thì gây thương nhớ rồi. Sau này tôi chuyển sang những chiều cưa độc đáo. Giai đoạn 2 là đi sâu vào lòng địch. Đi chơi thì ảnh nói chuyện cọc lóc mà hỏi gì nói đó, thì em nghĩ là em cũng có người theo đuổi mà em nói chuyện cũng dễ thương, tại sao là mình vậy mà tự nhiên nói chuyện với mình cọc lóc mà. Về nhà em quyết tâm là em cưa cho bằng được cái anh này. Như cưa mà dính ổng rồi có bỏ không? Cưa dính rồi bỏ chứ không có là ý định lâu dài. Kết của nào trời trao của đó đó. Tức là em còn nhớ là cái ngày hôm đó là anh cơm cùng á, thì mọi người mới trêu, thì anh này anh làm một câu đó là thôi thương ai cũng vậy thôi, lấy anh đi, cứ nghĩ là giỡn thôi, đùa thôi. Thế ai dè cái lấy thiệt. Mới đầu em cũng không có chấp nhận đâu, em thấy ông này anh trẻ tuổi hơn, rồi lo sợ nhiều thứ lắm, nên là không có muốn quen. Nhưng mà khi ảnh hát cho em nghe cái em tưởng là không hát, cái tự động cái hát cái làm em cảm động. 12 giờ đêm em lên nóc nhà người ta, em phải hát cho vợ em nghe. Trời ơi, những ấn tượng khó quên. Sổ ầm ầm ầm. Rất là đẹp, có một cô gái là cứ ngồi trước cửa nhà xõa tóc dài, mà lúc đó tóc quăn da trắng trẻo lắm, thì giống như là một hình ảnh của một cô bé người Liên Xô vậy đó. Dáng đã đẹp rồi mà cái khuôn mặt của nó này phúc hậu, trời ơi, mà nụ cười duyên dáng. Tình cờ em từ trên lầu đi xuống, vợ em thì lúc đó là đọc truyện tranh, mà tóc thì lúc đó là để dài, tóc xõa ngang
vai rồi miệng cười tủm tỉm. Thời mà tụi em tìm hiểu nhau á thì một tuần em chỉ gặp vợ em có một buổi rồi. Những lúc mà em bận em xuống trễ hoặc là em có việc bận đột xuất thì vợ em cũng không có nặng nhẹ gì luôn. Nói chung là tuyệt vời. Vợ em tốt nghiệp xong rồi thì em mới hẹn với vợ em là giống như mình đi chơi uống nước cà phê. Cái sau quá trình đi chơi cái mình thấy là cái cô này có vẻ như hợp với mình. Thì cái bắt đầu cái mình mới tìm cách để mình cua. Khi mà em gặp ông xã em á là lúc đó em đang học lớp 10. Còn ông xã em hiện lúc đó là đang là giáo sinh thực tập, thì ở thành phố về tỉnh để thực tập. Cái là coi như em bị tiếng sét đầu tiên á, ái tình đầu tiên á. Tình đó. Dạ, chồng em đẹp trai quá. Em thì nói chung là em tương tư anh này dữ lắm. Em sai anh ở ánh mắt, mà ánh mắt của chồng em thì to mà có sức quyến rũ kỳ lạ luôn. Nhưng mà anh này có một cái vẻ bề ngoài đó, nó hơi lạ so với người khác. Cái da cứ ngâm ngâm nhìn nó như là dưng hay lúa, nên là em cũng hơi thấy là lạ là em để ý. Em thương vợ em, cái gì em cũng làm hết, công việc nội trợ trong nhà là em hết. Trời đất ơi. Dạ. Lúc đó các em mới nói lại là 3 năm xa cách, 3 năm ngày mong tinh nhạn, đêm nằm nhớ nhau. Dù không nên nghĩa chầu cao, nhưng mình vẫn phải như cao với chầu. Hồi đó đi tán vợ là bằng thuốc, cứ mỗi lần nghe vợ bệnh là gom nguyên tủ thuốc tây xuống nhà. Cũng hiệp thà, thì từ đó thì mến. Nó tin nói là hôm nay rất anh rất hạnh phúc và vui khi được đi với em và được nắm tay em. Nó không ngon hút của em. Dạ. Xấu lắm chị, để đầu đinh, chị thích ông này rồi. Mà vậy mới được vợ mà không đâu hết hận. Vậy là cu ghi. Tướng con đẹp trai nha, ngon ha. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đến với chương trình Vợ Chồng Son. Xin chào hai em, giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Bảo Nguyễn Đức Duy, năm nay em 28 tuổi, em là nhân viên xuất nhập khẩu. Còn em? Dạ, em tên là Trần Thị Hồng Chi, em năm nay 26 tuổi, là nhân viên kinh doanh. Duy Chi. Dạ. Hai em quen nhau lâu chưa? Dạ, nếu mà từ lúc quen tới lúc cưới luôn là khoảng hơn 5 năm. 5 năm. Dạ. Ai là người để ý cái đối phương của mình trước? Dạ, là em. Dạ em. Mà gặp nhau ở đâu? Trong dạ, ảnh là bạn thân 6 năm của chị hai em. Nhưng mà thật ra là em gọi ảnh là cái năm học năm nhất. Nhưng mà lúc đó ảnh xấu lắm. Mà ảnh chảnh mà ảnh xấu nữa. Chảnh mà xấu mà là sao để ý? Là em ghét lắm, là cái năm đó em không có để ý ảnh sâu. Bẵng 2 năm sau á là em ảnh chuẩn bị đi nước ngoài là em mới quen ảnh. Ủa, bạn thân của chị hai em? Dạ đúng rồi. Bạn thân hay là bạn bình thường hay là chị, bạn trai chị hay là... của vợ em là học chung đại học với em. Mà cái lúc mà em gặp vợ lần đầu tiên là lúc đó em đã có người yêu rồi. Cho nên em đâu hèm để ý tới em gái của bạn làm gì. Mà lúc đó em đi học làm thêm nữa cho nên ăn mặc nó lượm thượm. Xấu lắm chị, để đầu đinh nữa. Giống như mấy ông mới ra tù vậy. Trời đất ơi nhá. Sau này khi gặp lại là ảnh có trao chuốt vẻ bề ngoài thôi. Dạ có, lúc đó ảnh đẹp trai hơn vậy nữa. Do hồi đó sinh viên thì đâu có tiền đâu mà trao chuốt. Sau này ra trường đi làm rồi thì mình có tiền, mình bắt đầu mình ăn mặc mình trao chuốt lại. Làm được khoảng gần 2 năm thì bắt đầu sếp mới cho em đi nước ngoài. Còn khoảng 1 tháng nữa để đợi đi làm visa thì em mới gặp chị của vợ em để em uống cà phê, em chia tay bạn bè. Tại đi mãi tới 3 năm sau mới về lận. Thì uống cà phê xong bữa đó về thì chị của vợ em mới về kể cho ở nhà nghe. Thì vợ em mới thấy em vậy á, vợ em không biết là em đâu, cũng chỉ nghe vậy thôi. Xong rồi mới lấy cái điện thoại đó mới nhắn tin cho em. Thì ý định của em vậy? Là hồi đó em quậy thôi à, em cũng không có ý định gặp ảnh, là em chọc ảnh thôi. Nhưng mà không ngờ ảnh nói chuyện hay quá mà mới muốn là quen này. Nhưng mà ảnh không thèm nhắn tin cho em nữa. Anh nói em bây giờ không nói tên, không nói là ai, anh không nhắn tin với em nữa. Cái em sợ quá không? Em chạy xuống em kêu em xin đôi của em á. Do nhỏ em á thì nó tán cái trai giỏi lắm. Còn em không biết tán. Em mới nói nó là nhắn tin tán cho chị ông này đi. Cái chị thích ông này rồi. Cái sau rồi mới nhắn, cái nó nhắn cho ảnh xong tự nhiên anh rủ em đi chơi. Quen tháng rưỡi trước khi em đi á. Rồi quen thì cũng nói yêu nhau bình thường. Em cũng nhắc về ra mắt mẹ em luôn. Rồi tới cái ngày mà em đi ra sân bay là em không có cho ra. Sợ ra khóc rồi tối ai trở về nữa. Nên nó khóc, điện thoại qua khóc, quá gì khóc. Dạ là lúc đó em học ở đâu? Chiến lược á. Ở qua đâu? Anh hỏi là qua đâu? Cổ. Em nói chuyện được có 1 tuần thôi. Xong rồi vậy mới quen á, rồi đi xa rồi nghỉ đi 3 năm nữa. Chắc không về, về thì chắc có người khác rồi. Nên em tính là chia tay. Xong rồi anh không chịu. Xong rồi anh chưa chiêu, bây giờ phải dụ về thôi. Em á hả, mặc áo 2 giây, mỏng hay là mỏng vậy đó. Chát với ảnh. Xong rồi lúc mà chát giả bộ rớt áo xuống. Cái ảnh kêu em ơi, nóng quá anh chạy muốn mũi luôn. Anh đi bao lâu thì anh về? Dạ em qua đó được có 1 tháng là đây, sợ về qua lại người yêu cũ.
em diện cớ với sếp là thôi em kêu bên đây công việc khó khăn với lại thời tiết khắc nghiệt quá, chắc cho em về đi. Em về Việt Nam là em điện cho vợ em đầu tiên á. Khi mà em về là bao lâu thì hai đứa mới lấy nhau? Về em về thì khoảng hơn hai năm sau rồi em mới cưới nhau rồi. Nhưng mà em vẫn tiếp tục cái công việc ở dạ không có, về là sếp cho lên đường liền, em phải làm công việc khác. Vậy đó hả? Em xin việc một tuần sau làm có công việc khác liền. Nhưng mà sau đó em có hối hận về cái chuyến cái sự quyết định của mình vậy? Tại vì em lấy được vợ mà em đâu hối hận. Đi thì em tìm được. Có việc khác mà lại còn có mất cái này mà được cái khác. Đám cưới em cả công ty cũ em vẫn đi bình thường, sếp mừng chúc mừng hai đứa hạnh phúc, nhưng mà sếp nói một câu kêu tao biết mày muốn vợ mày mới về chứ không phải mày đừng đủ thời công việc rồi mày về. Anh nghe em kể là em rất là hân hoan từ cái niềm hạnh phúc của cặp vợ chồng em, và anh nghĩ đó cũng là một nguyên nhân mà em cũng như là chồng em đến với chương trình của vợ chồng Son này. Dạ không có, lúc đầu em là người thích chương trình, em muốn tham gia, nhưng mà lúc sau em suy nghĩ kỹ là em lên đây là em bị nói chung là nói hết tật xấu của mình ra, còn anh này không có gì hết á. Cái em suy nghĩ kỹ cái em kêu thôi không đăng ký nữa, cái anh này lại năn nỉ em là đăng ký đi em, đi lấy hai cái giấy xem kịch. Lúc đầu là vợ em đăng ký, em không đăng ký, em kêu là tại vì nếu mà quay á là quay thứ bảy chủ nhật thôi, anh thì nhiều khi công việc bận quá không có nghỉ được, xin sếp nhiều khi sếp không cho. Xong rồi năn nỉ hoài, cái tàu được mấy tháng tuần, hai tuần sau cái bỏ. Thấy cái coi ở nhà coi bởi ông Son thì thấy chà cái này được lên nói xấu với em nè, chờ em về em thay đổi. Cái giờ kêu thôi vậy thôi không đăng ký nữa, bắt đầu anh diễn vào em năn nỉ vậy em là thôi đăng ký đi anh không nói xấu em đâu. Vậy là hứa là không nói xấu vợ đúng không? Dạ. Nhưng mà chương trình này một cái nét đặc trưng đó là chồng phải đi nói xấu vợ. Dạ, mình dùng cái phương pháp mà giảm xuống. Có một cái chuyện vậy á, chị đảm bảo em có che giấu cỡ nào á chị cũng lòi ra. Là với anh chồng như vậy á thì chắc có lẽ em ghen dữ lắm đúng không? Dạ em là cu ghen. Cu ghen hả? Đổi tên ghen đúng không? Em Phú Ngàn em cứ nói là cuồng ghen luôn á. Tại vì em đã bỏ bên nước ngoài em về luôn rồi. Là em thương lắm á, nhưng mà suốt ngày cứ suy diễn ra rồi ghen với người yêu cũ, ghen với đồng nghiệp, rồi ghen với tổng đài luôn á. Trời ơi, cái đó là quá. Dạ em gọi điện ảnh mà không nghe là em nghe tiếng gái là em điên. Bây giờ mình đi vào chi tiết đi, bây giờ ví dụ một câu chuyện cụ thể. Dạ, người yêu cũ thời là bạn học đại học với em năm nhất á, vợ em biết, tại vì do chị hai cũng là bạn học trong lớp nên biết, cái kể cho vợ em nghe. Bữa đó em với vợ em đang nghe lộn, cái tự nhiên cái cô đó cô điện cho em, cô kêu cô xin em cái file, cái gì thôi cúp máy lồng lộn lên kêu trời anh nói chuyện với người yêu cũ hả, tại sao giờ anh muốn gì, giờ anh sao. Em kêu trời, người ta xin cái file thôi mà em làm gì mà em ghê vậy, mà có gì đâu. Cái cô đó khoảng một tháng nữa cũng lấy chồng mất tiêu rồi. Mà anh với cô đó không dính gì, không dính dáng gì hết á. Không có đâu chị, phải có nguyên nhân em mới ghen không chị? Tự nhiên cái hồi là trước khi mà cưới á, là tụi em đi chung với họp lớp với nhóm của ảnh, là có cái chị đó nữa. Xong tự nhiên ảnh đi với em, mà đi vô ăn, ảnh qua ảnh ngồi chung với chị đó, bỏ em ngồi một mình. Là em không có vui rồi, là lúc đó là đã chia tay một lần rồi. Cái sau này á, về lúc mà cưới về em kiểm tra cái điện thoại Facebook luôn. Em vô em chặn face chị đó, em block face chị đó, em hắt khỏi face này. Cái sau em kiểm tra trong nội dung tin nhắn á, thì chị đó, anh đã ghi với chị đó vậy nè, nhớ ân quá, qua thăm ân được không? Chị nói gì nè, em với vợ, rồi em lúc đó còn yêu nhau thôi, đang gây lộn. Em thì đang ở ngoài cảng, buồn cái gì làm. Tự nhiên bạn bè lên chat Facebook thì em chọc, chứ thật ra không có gì hết đó. Còn cái bữa mà đi chơi á, là do là em bay vô em ngồi trước, xong rồi tự nhiên cái cô đó cũng bay vô ngồi cái bên. Xong rồi thằng bạn em nó nhảy vô nó ngồi cái bên em, cái em đâu ra được. Không ra được, mà mình đứng dậy thì cũng kỳ quá, mất lịch sự quá. Nguyên cái buổi đó là cả lớp ảnh á, mấy bạn nữ á, ai cũng nói em á, kêu thôi em đừng buồn. Ai cũng nói ảnh luôn là gì kỳ, tự nhiên dẫn bạn gái theo rồi đi vô ngồi với Ân. Em mình quá đi, điên luôn á chị. Quá trời bực. Mà vô hoàn cảnh mà. Đó là ghen với bạn gái cũ. Bước 1 ghen, chấp nhận. Chấp nhận. Bước thứ 2 ghen với đồng nghiệp. Đồng nghiệp là công ty em đang làm văn phòng ở đây trong phòng đại diện thôi, còn công ty là công ty chính với An Giang á. Cái cô đó là cô làm văn phòng kế toán. Thì mấy lần đi công tác ở dưới á, là đi với nhau thì cô đó cô kết em. Lúc đó em và em chưa lấy nhau đâu. Đi nhậu rồi công ty này kia ngồi bàn dài là em cố tình ngồi đầu này, cô đó ngồi đầu kia. Nói chung là em né được là cứ né. Tại mình có người yêu rồi, mình không có bậy bạ, mà mấy anh chị công ty cứ chọc là nó thích mày đó, được tiếng nó luôn đi. Kêu mấy ông khùng quá, tôi có người yêu rồi. Khoảng mấy tháng sau công ty em đi chơi á, em mới dắt bạn gái theo. Cái cô đó cũng cứ tấn công, nhưng mà mấy anh em đang chụp hình này kia tự sướng, cái cô đó cô nhào vô. Thì đúng lúc cô nhào vô thì vợ em thấy, còn lúc không nhào thì không thấy. Không phải đâu chị, có nguyên nhân hết đó chị.
kêu em nhớ ngồi bon dưới đi em, ngồi đây cho đỡ say sóng em. Đáng lẽ là ngồi kêu em vậy thì phải xuống ngồi với em. Tự nhiên bỏ em lên trên bon chơi đứng với bả. Cái xong rồi cái mấy anh trong công ty nói chi, kêu gì vậy anh, kêu lên coi chồng em đi, coi chừng mất chồng bây giờ. Em đã khó chịu rồi, nhưng mà em lên á em thấy ảnh nó vậy em nghĩ là chị nói giỡn thôi, mà lên thì thấy ảnh là đứng chụp hình với chị đó, làm như là thân thiết nó giỡn, nói chuyện giỡn. Em đứng em nhịn chịu không nổi, chị nghĩ vậy em không ghen sao. Trời được sôi máu lên đúng không? Dạ không, em đứng em tức em bỏ xuống hòn dưới, xong rồi ảnh cho anh đứng chụp hình đã đi, em xuống em mới chửi. Rồi chuyến đi hết vui? Dạ không, bình thường à. Xong rồi chị đã bị nhầm với con rồi hỏi cô đó gọi tắm biển chị có đạp với con Nhâm á chị. Thì em biết là vợ em có cái nhíp, mọi người trong công ty hỏi là ai có nhíp không, cho mượn cái nhíp để gấp. Em mới nói vợ em là em cho anh mượn cái nhíp để anh gấp giùm cho, cái vợ em đang ghét mà. Vậy thôi dễ gì cho cái gì thôi, em cho mượn thôi. Rồi tự nhiên hồi thấy ai nấy sao kia nói em có nhiếp nè, cái trời đã nó không có thì im luôn đi. Tự nhiên nói ra vợ nó quê gần chết rồi. Rồi có lần nào mà ghen quá đến tận cái công ty của chồng em không? Dạ không, đó là em đâu có chuyện gì đâu, em là người bình thường. Người nhưng mà có lần nào cái em ghen thứ hai là ghen với đồng nghiệp đúng không? Cái đó cũng chấp nhận luôn, cái đó là ghen đó, không phải cuồng ghen rồi đó chị. Không, là cái thứ ba này cũng là cuồng ghen đâu, cái thứ ba là cái gì đâu. Em đi làm công việc đi ngoài đường nhiều lắm nên lâu lâu điện thoại này hết pin. Vợ em thì lúc nào cũng phải giám sát nghe cái Facebook nè, số điện thoại nè. Mình hết pin cái về kêu tại sao đưa gọi anh mà con nhỏ nào đi trả lời, con nhỏ nào kêu số mấy cái điện này được. Cái vợ thì điện thoại hết pin mà đang giữa cảng mà làm sao chỗ nào sạc pin đâu mà anh bắt máy anh đi với con nhỏ nào phải không? Tại em coi TV với chị có nhiều người con gái bắt máy lên giả bộ đọc y chang như mấy người trong điện thoại lúc hết pin á. Em nghĩ không, là cái đó là bệnh rồi đó. Cái là bệnh á, không có bình đâu. Hai cái kia chấp nhận, còn cái thứ ba là ghen đến độ mà không phân biệt được tiếng của tổng đài luôn. Dạ không, nhưng mà em làm vậy là em có cái nguyên do của em là tại vì ảnh không bao giờ ảnh ghen á chị. Bây có lần nào mà em tự suy diễn rồi em tự nghi ngờ rồi em đến công ty của chồng em lén lén đến việc chồng em? Dạ có chứ, tới công ty em hỏi mấy chú bảo vệ luôn. Hỏi sao? Hỏi chú ở đây có mấy chị đồ đẹp gái đồ chưa có lấy chồng không? Cái mấy chú kêu có, trời trên đây gái thì nó nhiều lắm. Vậy mà ảnh về nhà ảnh nói với em hỏi trên đây toàn mấy bà lấy chồng, lấy có chồng hết trơn rồi, già không à. Không có gái trẻ đâu em ơi, đừng có lo. Trời ơi, điên máu lên đó. Em về em xử làm sao? Về em hỏi là sao nó láo em, còn nó ông có mấy ông đó đốt nhà, nó ông đó đốt nhà. Đốt nhà đó, chứ thật ra công ty đâu còn ai đâu. Còn có gia đình hết trơn rồi, có con bé tiếp tân là chưa có gia đình thôi. Nhưng mà nhỏ nó bé hơn em 92 cũng có thể nằm trong vòng vi phạm. Do là ngày thường em đi làm mấy chú bảo vệ cứ kêu tướng con đẹp trai á nha, ngon á. Cái bữa đó em chở vợ em tới thì vô tình chú biết vợ em, vợ chú chọc luôn, đốt nhà luôn. Trời nó đẹp trai lắm á nha, trong đây nhiều người để ý lắm á. Về coi chừng giữ kỹ á. Thế là mình tự nhiên về bị thêm trận chồng giải thích không nghe luôn. Mỗi cái lần về vậy là căng thẳng không? Dạ không căng thẳng, nói chung là lời qua tiếng lại thôi. Tại miệng dẻo lắm chị. Tại em đâu có đốt em mà đâu. Tức là hả em không thèm nói chuyện. Cái xong rồi hả ổng nói gì em cũng không nói lại hết, mà ổng chơi chiêu với em á chị, cái kiếm chuyện nói hỏi ba câu nhảm nhảm vậy á. Em ơi dưới kia cái gì có gì đóng cửa cho em, hỏi mấy cái nhảm nhảm á, cái em ghét đâu em trả lời. Cái tự nhiên em đang nằm kèo trên và Thành nằm kèo dưới là ổng la lên kêu chứ thái độ em vậy là sao, em muốn cái gì hả, bây giờ em muốn sao, em muốn anh gọi điện gì cho mẹ mày. Tự nhiên giờ Thành em nằm kèo dưới. Rồi phải phủ đầu vậy. Trời ơi, ghê lắm. Phải lợi dụng xếp đi đâu, phải sợ. Cái ngày mà vậy chứ đứng mà anh. Dẫu thứ mà cứ im lặng mà khó chịu lắm, đúng không? Anh nói nghe nè, bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi? Năm 2 tháng. Năm 2 tháng. Em bé chưa cơ? Dạ chưa. Dạ chưa. Vẫn là vậy là còn son quá luôn hả? Dạ, tại hai đứa còn ham đi chơi suốt ngày. Đi làm vậy là hai đứa xách xe đi vòng vòng chơi. Vậy á. Như vậy là vợ em ghen. Ghê lắm đúng không? Facebook là giám sát, là biết khổ luôn nè. Rồi ghét ai là khó Facebook nè. Vậy là em đi chơi là em phải xin phép. Dạ, đi chơi phải xin đúng rồi. Rồi không xin phép, phép thì sao? Có chuyện xin gì? Về ăn đòn. Về ăn đòn. Đòn sao? Ăn đòn sao? Nằm lên cho vợ đánh. Lấy cái móc TV với chị em quýnh. Tập gì mong. Rồi có lần nào mà quýnh đau quá rồi phản ứng lại không? Khó chảy nước mắt luôn. Chảy nước mắt thôi chứ phản ứng lại. Em không thích quýnh vợ em. Chấp nhận là cắn răng để mà chịu đau xong rồi tự chảy nước mắt thôi. Rồi có lần nào mà giận lên rồi cũng như là lớn tiếng với em mà thậm chí là xưng mày tao với em không? Có một lần mà giận lên là cứ mày tao. Mà em giận lên là em vẫn cứ anh em bình thường, anh bước em vẫn cứ nhỏ nhẹ. Nói chung là tụi em ở chỗ đó thì ông chủ nhà ông cứ nói sao bây giờ tao nghe tiếng mày, tao nghe tiếng vợ mày không à. Mày tao sao? Tại nói ổng á, ổng cự lại. Kêu mày tao luôn, cái ảnh điên quá, ảnh gọi điện về, ảnh chở em về nhà, ảnh kêu trẻ về nơi sản xuất.
trả về cho mẹ hả? Bực quá em lên xe chở về xong rồi bỏ nó em đi về luôn. Mà đâu dám nói bà má vợ em là cự lộn đâu, chỉ nói là em có việc rồi anh đi về. Có mét chứ bà má vợ em. Xong rồi mấy lần sau cũng vậy nữa. Kỳ này là không có chở nữa, kỳ này là điện thoại cho ba vợ em luôn. Rồi nói là mấy lần trước cũng giống vậy nhưng mà con không có nói ba. Dần này là con nói để cho ba xử lý. Rồi ba kêu được rồi con cứ máy đi để bữa nào hai chồng lên chơi ba làm việc với vợ con. Xong rồi ba bắt em ra xin lỗi anh gì? Em có xin lỗi không? Dạ có. Xin lỗi hơn ba vợ hỏi sao được chưa chưa thấy tao vậy được chưa? Nói vậy thôi. Dạ thì con tức con nói vậy thôi. Chứ bây giờ con muốn cho vợ con sửa thì con phải nói ba vậy để xử lý thôi. Ba mẹ em thương ảnh như là con ruột vậy chị. Nói chung là chuyện gì về là ba mẹ em chỉ bên ảnh thôi, không có bên em. Vậy là anh không có gì xấu đó, phải không? Dạ. Em lấy ảnh rồi em cũng đâu có vỡ mộng gì. Dạ em vỡ mộng nhiều lắm á chị. Phải không? Trời ơi mê xe cổ 6-7m3 mê như quỷ vậy á, cãi lộn cái xuống ôm xe ngủ. Mà ở nhà mấy chiếc? Dạ ở nhà có 2 chiếc thôi, một chiếc 6-7, một chiếc Vespa thôi. Nhưng mà tại vì mình đi về là mình phải lau chùi, lúc nào phải bóng bẩy, phải sạch sẽ. Rồi lau xong mình phải ngắm, phải mất thời gian. Nhưng mà vợ em tức, vợ em kêu mà ông không coi phim tiêu với tôi, không ngắm tôi, ngắm xe không? Mà chị ghen với cái xe luôn. Trời ơi, trời ơi mê cái xe lắm chị. Nói ơn xe ngủ luôn đi, xe. Được rồi em cứ ngủ nó đi, anh với đây em ngủ với xe. Nghĩa là lần nào đi về xong lau xe vậy? Không, xe. Nói chung là xe bụi là em bay em lau liền. Rồi bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Lúc đầu thì em nghĩ là em sẽ muốn ảnh thay đổi là sẽ lãng mạn hơn, quan tâm em nhiều hơn. Nhưng mà em sợ là ảnh quan tâm em dễ quen, cái ra đường quan tâm mấy người kia. Trời ơi. Nặng lắm. Dạ, em là em sợ mức độ là em không ra lăng luôn á. Mấy chị công ty mà đi xuống mà thấy em mà kêu dắt xe là không bao giờ dám kêu em đi dắt xe giùm hết á, tại vì kêu không có dắt. Vậy vì vợ em hay ghen lung tung lắm cho nên tốt nhất là ở nghe lăng cho tất cả. Chà, vậy là có dấu hiệu bệnh rồi đó nha. Dạ. Hai cái hạng mục 1 với hạng mục 2 là tôi đứng về phía cô đó, nhưng mà từ cái hạng mục 3 đổ đi là tôi thấy có dấu hiệu gì bệnh rồi đó. Không phải đâu cô, tại vì á đi ra ngoài hai cũng khi đẹp trai á, em đi chợ mà Hạnh Thông Tây đi chơi thôi, vô mua đồ mấy nhỏ kia cũng xem lại ảnh sợ. Ủa thì trời, cái đó mình phải hãnh diện chứ, đúng mà không? Thì không ai chiếm được mà mình chiếm được, tại vì nhà ảnh nói em là xấu hơn ảnh cho nên là trời ơi, em con người ta ăn nhau ở cái duyên dáng kìa, chứ còn cái đẹp là sẽ qua đi thôi, đúng không? Nghĩa là bây giờ em không mong muốn chồng em thay đổi đi. Trời ơi, tự nhiên bây giờ mình bị mất quyền lợi uổng vậy. Thế còn em muốn vợ em thay đổi gì? Thì em muốn vợ em mà bớt bắt chồng mà phải hung mỗi ngày sáng mà đi học là phải hung một cái, tối ngủ là phải hung một cái, nó được ngủ. Bữa nào mà quên là nhá, anh quên cái gì đó. Đó, rồi chịu khó là ngăn nắp với lại xếp đồ đạc cho nó gọn gàng xíu. Chứ bớt nóng tính rồi bớt ghen rồi gọn gàng. Sao ta? Không, thực ra thì vấn đề của hai bạn ở đây là vì mới lấy nhau nè, hai cái cá tính nó còn đang gọi là cọ sát để mà tìm ra một cái tiếng nói chung trong cuộc sống gia đình thôi. Có những điều mà chồng em mong muốn ở em á thì đúng là em nên giảm bớt lại. Yeah. Ghen thì cũng tốt nhưng mà nó ở mức độ như thế nào thì mình sẽ được tất cả, đúng không? Yeah, chứ đúng. Còn nếu mà ghen á mà mình không control được cái điều đó thì có đôi khi mình mất hết mà mình không biết. Yeah. Đó thì em tự suy nghĩ cái điều đó. À, vậy nha. Dạ. Cảm ơn em. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chắc lẽ là quý vị cũng nhận ra được có một sự đặc biệt, đó chính là với chương trình này chúng ta chỉ có một cặp vợ chồng tham gia thôi. Và dĩ nhiên thì đến cái phần này thì thông thường là sẽ là đến cái phần kiểm tra hiểu ý nè, rồi mới đến phần bốc thăm may mắn. Nhưng mà bây giờ chỉ có một cặp vợ chồng thì chúng ta sẽ đi qua luôn, không cần phải là kiểm tra hiểu ý nữa mà đi thẳng luôn. Đó là chúng ta là cặp vợ chồng của Duy và Chi sẽ được, không phải ưu tiên nữa, là sẽ được quyền chọn một trong bốn thuộc quà này. Và bây giờ là đến phần bốc thăm may mắn. Dạ, rồi bây giờ xin mời em chọn. Hai bạn nói đi cho biết chọn màu gì. Màu xanh. Em có đồng ý không? Đồng ý phải không? Dạ. Bây giờ cả ba chúng ta cùng mở nha, để xem coi các phần quà thuộc về người nào nha. Bắt đầu. 1, 2, 3. Vừa mở ra tôi thấy cái dâu. Ôi, một cảm giác thật là thú vị. Anh nghĩ là ngoài miếng cước tự nồi ra thì em còn có một cái món quà rất đặc biệt của chị Vân. Rồi bây giờ là ôm em gái. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son, chúng tôi xin nói lời tạm biệt.